sáng sông ngay có ra băng Hà Nội này. Ok không chú? Được. Ngon không? Ngon, ngon. Dàn karaoke nhà chú thấy hát cao cổ nhà mình là phê không? Quá đỉnh luôn, cái này là quá đỉnh rồi. Quá đỉnh rồi. Đây em chia sẻ cái cấu hình cho mọi người cùng xem luôn ha. Đây cái micro của mình nè, cái EQ nè. Đây. Em chỉnh như vậy thôi, EQ mic là em cắt như vậy. Ha. Cái nhạc nè. Nhạc để em mở cái EQ nhạc cho mọi người xem. Nhạc chỉ có như vậy thôi. Tại vì cái bài ca cổ đầy nhạc cụ nó trép nhiều quá, em giảm nó lại. Nhưng cái FPT nó cũng ghê quá. Đây. Rồi cái này là, cái này là reverb. Còn cái này là echo em táp tí xíu thôi. Ca cổ mà, mình không có, không có chơi nhiều, lạm dụng nó thấy ghê ha. Còn mixer vẫn là Midas nha mọi người. Midas. Loa là FPT X-Line 112A. Micro thì là X M8, con này mới về nè.
Thấy phê không? Phê cho một like nha. Không phê cũng cho một like luôn.